giờ ra tới bẹt rồi đó mọi người ơi. Wow, ngoài kia có cái tàu đá vậy. Thua. Muốn xe đạp đà đặt sao nổi. Khi tôi nay muốn đi đâu đi thấy cái này không, cái đảo riêng biệt đó là cái nhà tù rất là nổi tiếng, được xây dựng năm 1934, thì ai mà phạm tội thì họ cứ đưa ra đảo đó. Và trong lịch sử thì đã có 3 người vừa vượt ngục và không biết cách nào mà họ đã vượt ngục được. Rồi khi mà buổi tối đi xe họ thoát đi á mọi người, thì họ với lại chính phủ cũng không biết là họ thoát đi bằng cái cách nào, mà cũng không biết họ còn sống hay là đã mất. Rồi thi thể thì tìm cũng không có được, mà trời lạnh này chắc mà xuống trước là chìm luôn, lạnh chết luôn chứ. Nhưng mà kỳ cái là họ không có tìm được thi thể. Hôm nay thứ hai thì cũng hơi vắng, cũng không có đông lắm. Đang bay con flycam. Cũng có bạn đang bay con flycam. Mà đầu dọn nó không có cho quay xa. Is it working now? Where I think yours is probably over the 249 gram limit. The wind is killing me today. Thế thẳng vô nó, đúng rồi, nó xuống dưới, xuống qua tí, qua. Ok đó, đó ok. Ok, nó giữ nó lại nó cắt con kia. Nó ok. Em này ham ăn, một mình ăn hết. Cái này nó mọc mẻ. Dễ thương quá. Tôi tiếp tục hành trình. Để coi xem đây bao nhiêu một vé để đi. Yeah. They might use it again, Dad. The German. Tại cảng này họ có trưng bày những cái tàu chiến, tàu ngầm ở chiến tranh thế giới thứ hai để mọi người nhìn nè. Wow. Long. Cái tàu này có đánh nhau với Nhật hay đánh nhau với Đức, người ta này giống như gì? Tới lúc này U-boat. Và tàu ngầm hồi xưa nhìn là không có hiện đại giống như bây giờ, nhìn đe thôi rồi, nhìn khớp khủng. Khó thua vậy. Do you want to go on top? Yes. Like, the how much though? Cái tàu ngầm bây giờ họ đi với một cái
nhiệm vụ đi cả mấy tháng ngoài biển. Wow, dài sắt không là sắt. Bây giờ mong Look at the shooting thing. Yeah, súng to. Đây. Xem. Đây. Tàu này ông trên TV mình thấy nó rất nhỏ nhưng mà ngoài nó to lắm mọi người ơi. Này không biết là khung trục hay là tàu tuần dương hay gì đây, mình cũng không biết nữa. Ra mới về thật sự con tàu này đã bị hỏa hoạn à. Đây. Nhưng mà vẫn sống sót. Sống khai với cái bọn. Cứ đi lang thang đường này qua phố khác, ngõ khác. Đi hoài chưa hết. Và cái bãi biển này đông quá, có nhiều trò. Đang ăn bánh mì chắc không có bánh mì Việt Nam, có pizza, có đủ thứ. Ok, cái này mình có đi bus tour được không? Bắt đầu giờ họ muốn quay đầu thì họ và đó họ kéo họ đẩy. Đây là họ quay đầu năm 1800 mấy đây đấy. Hai. Ngồi ở ngoài hay là ngồi trong kiến cho nó chạy cho chạy vòng vòng. Đang đón để đón xe mới, đón xe điện đi về hotel. Where's my mask? Go guys. Thank you.
Chạy hết đường rồi xuống. Giờ lại tiếp tục đi ăn, giờ đi ăn hamburger. Sáng điểm sắm giờ vẫn còn no no, cho con ăn hamburger, french fry, hot dog. Đi lọt đường giờ đang đi bộ về. Con chó này khiêu à. $55 một ngày. Đó là nhà dưới chó, giống như dưới trẻ em một ngày $55. Bình An á. Ừ, mua.